Hello, xin chào tất cả các bạn quay trở lại với cái kênh của mình. Mình là Nuroblog đây. Hôm nay mình sẽ trở lại với series là Build Your Plane Crazy. Rồi thì hôm nay đối tượng chúng ta sẽ là cái gì? Đúng rồi đấy. Chúng ta sẽ build sẽ một đặt một khối bộ pin mỗi 7 ra. Đặt một khối đặt hai này. Hai bên cạnh beam của khối beam mới 7 đúng không? Thì nhá các bạn cứ xem này, tranh này 2 ô này. Đấy. Đó. Rồi bây giờ thì rất là dễ thôi. Mà sẽ em lấy quét ra. Các bạn căn nhá ở giữa này, đây, lấy một cái quét 1x3 ra. Bấm R hai lần để xoay nó đến đúng cái chiều ngược lại này này. Đấy. Và cũng lấy thêm một block nữa ra. Các bạn xây thêm như nào đây nhỉ? Thừa lên này các bạn xây thêm hai khối nhá. Ba khối đi. Ba khối các bạn nhá. Thôi, hai khối thôi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cho một cái web 1x4 vào đây. Bấm F4 này, nó đang ngược này đúng không? Bấm R hai lần tiếp để đấy. Đây. Ai à. Cho một khối vào đây này. Chỗ này còn thừa một khối đúng không? Cho đúng một khối vào thôi. Đó. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ làm như nào? Được như này rồi đúng không các bạn? Đó. Rồi thì tích hai khối này đi nhá. Mấy tỷ lệ hơi lỗi rồi. Đặt 1, 2, 3, 4. Đây. Còn thừa chỗ này đúng không? Các bạn cho vào mà. Mình chả biết dùng cái gì nữa. Cái này thì nó lại ngắn quá. Thôi. Cho vào đây cái quét này. Một x2 vào cái đầu mình nhá. Đấy. Rồi thì còn cái quét beam này. Đây thì mình sẽ cho một cái con. Không. Đừng cho cái con robot này nha với các bạn. Chấm này nó là 1. Đặt 1. Vậy thì vào web 2 này. Vào một cái web x2 này. không được. Nói chung là mình cũng không xây trước nên là xây mình phải xây mỏ hơi khó nhỉ. Ok. Half web nhé. Ok. No. Rồi làm thế nào? Cái một x hàn đúng rồi. Xem nhấn đặt cái một đúng rồi 1, 2, 3 ba khối vào như này nhá. Thôi rồi đặt hai khối đi. Hai block vào như này này. Bên cạnh cũng dùng như thế luôn. Đó. Có vẻ nhìn hơi ngắn nhưng mà thôi cũng kệ thôi. Bây giờ chúng ta sẽ vào block đặt khối ở đây hai khối nhá. Bên này cũng sẽ chúng ta sẽ đặt hai khối đó vào vết này, con nốt vết này. Đây là cái khối góc, đây cũng vừa đúng không? Vào half block này. Vào đây này, vào cái gì nhỉ? Half web nhá. À không. Đây đúng không? Bắt em. Ở chung là mình hơi ngu.
bảo các thanh niên này cho tôi view, cho me view. Ok, thôi mà các bạn bỏ web này, đặt hai cô cái đây đó, bạn không nên đặt xuống dưới này nhé, nhìn nó xấu. Rồi các bạn bấm R hai lần, lần nó lại cũng làm như thế lần sau. Lấy block đặt thêm. Rồi bây giờ các bạn lấy một cái web với một x3 ra. Tê lên. Xin lỗi các bạn, mình ho hơn nhiều. Một x2 thôi nhá, đừng lấy một cái một x3, mình đã hơi xấu. Rồi đúng không? Để vào hblock này. Đúng, lấy đúng qua hblock cho mình. Bấm một lần T thôi. 1 này. 2, 3. 4. 5. Đó. Đấy, chỉ như vậy thôi. Thế là đã sắp xong, sắp hoàn thành cái step 1 rồi. Bây giờ vào block. Đặt một khối đây. Chỗ này đặt một khối đây này. Đít nhá, chỗ gần gần cuối này một khối. Đây cũng một khối. Ôi dồi, cho bánh vào. Well nhá các bạn. Đấy, đúng đúng hướng rồi. Và nó cũng không đẹp lắm đâu. Đỡ. Một chiếc M1 mini đã ra đời. Mình nói lại, mình xin được nói lại, nó là một cái xe một mini mà trông nó chả đẹp. Mình cũng nói thật thế luôn ý. Nhìn nó ngu ngu ý các bạn ạ. Mình cho một cái ghế vào, men pelasit vào. Thế là xong rồi. Mini chút xí. Rồi mà nó cũng không đẹp được như trước này đâu các bạn ạ. Mình span ra nhá. À không, này không phải xe. Đây, chính là em nó. Nó rất là đẹp luôn. Vậy thôi, xin chào tất cả các... Và thôi xin chào tất cả các bạn đã xem. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video. Và chúc các bạn một ngày tốt lành nhé. Bây giờ mình sẽ end clip nhá. Chào các bạn.